Tiếp tục ngày làm việc thứ ba, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, chiều nay tiếp tục thực hiện các nội dung, chương trình làm việc và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Trần Chí Cường, chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Cụ thể, Quốc hội đã nghe trình bày các báo cáo và báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện nghị quyết số 68 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020. Qua thảo luận ở tổ về các báo cáo này, đa số đại biểu đánh giá các nội dung chi của các quỹ bảo hiểm đều tăng về số người, số tiền so với năm 2019 và nằm trong xu thế tăng đều trong những năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng cấu kết, lập khống, làm giả hồ sơ hưởng chế độ để lạm dụng, trục lợi quỹ ốm đau, thai sản. Vẫn còn tình trạng chi sai, chi chế độ trợ cấp thất nghiệp trùng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội.